1, 2, 3. Rồi một cái số 1 nè, rồi một cái thả tim nè. 1, 2, 3. Đây. Rồi tự nhiên nha, rồi được tới anh chị. Rồi bây giờ nè, mấy rồi chưa được thể thao. Yeah, để cho mình tốt không? À, mấy bạn sinh viên bên kia nhá, mình đỡ lớn nha. Gõ trống lớn lớn nè. Alo. Gõ trống lớn lớn là được à? Ok, rồi bây giờ nhá, để tổng 2-3 là mình chưa. Đều hướng lên nào. Yeah. Giúp mình nha, rồi ok. Chuẩn bị, mấy quay sẵn sàng chưa ạ? Play cam sẵn sàng luôn nha. Bây giờ mình làm một cái cho nó nóng nè. Mới mưa xong lạnh, bây giờ làm cái cho nó nóng nha. Rồi, 1, 2, 3. Điều ước thể thao. Thì chúng anh em mình chỉ có 10 phút thôi nha. Bắt đầu mình sẽ bước vào cái buổi ra mắt. Ok, cảm ơn em nha. Bên kia sung quá, bên này phải sung quá, bên này trái thì hơi yếu nè. Rồi, ok, mời quý vị khách mời vào vị trí ghế ngồi ạ. Các tổ chức sắp xếp ghế đủ chưa ạ? Quan chức thì mang tôi ghế bên này, các mời đủ chưa ạ? Nếu mà chưa đủ thì bên này có ghế nè, mời các mời qua đây ngồi cùng với quý vị đại biểu. Các bạn nên mang hậu cần của ban tổ chức vui lòng truyền nước suối lên trên những cái bàn để cho quý vị khách mời có nước để được ạ.
cảm ơn tất cả, chúc tất cả là mọi chuyện tốt đẹp và mong là Điều ước Thể thao sẽ còn em rồi. Vâng, và để cho quỹ Điều ước Thể thao vận hành thật là tốt, không chỉ có sự đồng hành của công ty Minomax mà bên cạnh đó còn có sự đồng hành của rất nhiều những đơn vị khác nữa. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời các đơn vị có tên sau đây sẽ cùng di chuyển lên vị trí sân khấu để chúng ta nhận kỷ niệm chương từ chương trình. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời đại diện của công ty Midomax thương hiệu Camito. Trước khi Xuân chia sẻ một vài cái cảm nghĩ của mình thì ở đây cũng trân trọng xin mời anh Văn Hậu, những cái người kế cận của bóng đá Việt Nam. Anh Đức ạ, anh Tuấn Hải, vâng, mời ba anh lên hỗ trợ chúng tôi một chút ạ. Dạ, đề nghị một tràng pháo tay cho những cầu thủ mà đang được yêu mến nhất của đội tuyển Việt Nam ạ. Lần đầu tiên thì phải nói rằng là bản thân Hồng Sơn cũng rất là vinh dự cũng như là hân hoan tham gia cái buổi lễ Điều ước Thể thao ngày hôm nay. Và một cái điều rất trân quý đó là những cái hành động, những cái thực tiễn nhất của quỹ Điều ước Thể thao đã gửi gắm cũng như là hỗ trợ cho những vận động viên ngày hôm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Hồng Sơn rất là nhiều, và chúng ta có thể nhìn thấy được tâm huyết khi mà anh ấy chia sẻ. Và tiếp theo bên cạnh Hồng Trang đây đó chính là ca sĩ Hoàng Bách. Và bây giờ anh cũng sẽ đại diện cho văn nghệ sĩ. Ngày hôm nay các anh chị đến cũng rất là đông, người ở dưới kia để có thể theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì anh có thể chia sẻ một tí xíu về cảm xúc của mình cũng như là những điều mà anh trông đợi trong hai hiệp đấu của chương trình ngày hôm nay là gì nhá. Xin mời anh ạ. Cảm ơn em. Hoàng Bách xin chào tất cả các quý vị. Đầu tiên là xin được chào các thầy của trường Đại học Bách Khoa. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Phải nói đây là một cái sân bóng mà mỗi lần bước tới thì Bách rất là bồi hồi, bởi vì bản thân mình cũng đã từng chạy trên cái sân này không ít lần và có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với sân Đại học Bách Khoa này. Và hôm nay được chương trình nhớ tới là mời đến một cái buổi ra mắt vừa đơn giản gọn ghẽ nhưng mà rất là nhiều ý nghĩa như thế này thì bản thân Bách thấy hạnh phúc. Mình là một người yêu thể thao, rất yêu thể thao, và mình cũng hiểu là cái sức mạnh lớn nhất của thể thao là cái sự kết nối và cái sự cống hiến dành cho cộng đồng. Và đấy chính là cái điều lý do, Bách nghĩ lý do lớn nhất cái quỹ Điều ước Thể thao đã được ra đời. Cảm ơn Kim Phúc và đã mời anh để mà một lần ở ngoài Hà Nội đã không có cơ hội để chung vui với nhau rồi. Lần này thì chúng ta đã có cơ hội với nhau thì thực sự là dù là hơi khó khăn nhưng mà cũng xin được thay mặt rất là nhiều anh em nghệ sĩ yêu bóng đá, yêu thể thao ở đây. Ở đây có diễn viên Huy Khánh, có Huy Khánh đâu ạ? Huy Khánh đứng lên cho khán giả xem đẹp trai cái coi. Vâng ạ, có Trương Quỳnh Anh, có nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, có Phạm Anh Khoa, có bình luận viên Chí Viễn, có rất là nhiều diễn viên và ca sĩ trẻ nữa. Thực sự là bản thân Bách là cũng được gặp các bạn trên sân bóng rất là nhiều. Hôm nay hy vọng là chúng tôi kết hợp được với nhau thành một đội thì có cơ hội đá không có thua đội Đào Bách Khoa nhiều lắm, bởi vì Bách nghe nói là Đào Bách Khoa mới đoạt một cái giải gì rất là lớn ở ở khối sinh viên, đúng không ạ? Hình như là vô địch giải sinh viên, đúng không ạ? Nếu mà hôm nay đưa đội hình đó ra đây thì Bách nghĩ là phải là đội hình đội tuyển quốc gia thật thì may ra mới đá lại được các bạn ở sân chín như thế này. Nhưng mà Bách chỉ hy vọng là đây sẽ là một cái cú nổ để chúng ta sẽ làm được nhiều điều cho thể thao Việt Nam, cho những người chơi bóng đá thể thao đỉnh cao có thể yên tâm để cống hiến cho thể thao nước nhà, và ít nhất là từ những người yêu thể thao như tất cả mọi người đang có mặt ở đây và cùng với quỹ Điều ước Thể thao thì chúng ta sẽ hỗ trợ để mọi người tin hơn là cái công việc của mình được hỗ trợ, chúng ta được thừa nhận và yên tâm là nếu chúng ta có vấn đề gì thì cộng đồng và xã hội luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, bởi vì với những gì chúng ta cống hiến, với những gì chúng ta hy sinh dành cho thể thao đỉnh cao thì Bách chúc là quỹ sẽ ngày càng lớn mạnh hơn và giúp đỡ nhiều các cựu vận động viên nhiều hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều em nha. Bây giờ đá bóng thì tranh nhau vào sân, nhưng mà nãy giờ biết là phải trả lời phỏng vấn, nãy giờ là đang không biết là ai nhỉ, sao lại quay mặt hết đi hết này. Văn Hậu có chia sẻ rằng là anh ơi, quỹ này là đáng ra là em phải được nhận đấy, bởi vì là em đang chấn thương mà. Thì Văn Hậu,
Em hãy chia sẻ một vài cảm nghĩ của em đến với cái buổi lễ ngày hôm nay và cái quỹ điều ước thể thao. Lời đầu tiên cho em xin chào tất cả các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị nghệ sĩ cùng với các bạn học sinh, các bạn sinh viên có mặt trong buổi lễ điều ước thể thao ngày hôm nay ạ. Hôm nay em rất là vinh dự khi mà có mặt tại đây một buổi ra mắt, một buổi ra mắt điều ước thể thao, và em cũng không biết nói gì hơn. Em xin chúc cho điều ước thể thao sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Một tràng pháo tay dành cho các cầu thủ của chúng ta được không ạ? Các cầu thủ thì không thể đòi hỏi họ ăn nói tốt hơn được, nhưng mà anh hiểu được rằng là các em đã tới đây tham dự cái buổi ngày hôm nay thì nghĩa là các em đã rất là trân trọng và cảm ơn cái sự hiện diện của các em rất là nhiều. Bùi Tiến Dũng nhỉ? Bùi Tiến Dũng, em hãy nói điều gì đi. Là một cầu thủ, cái nỗi lo về mặt chấn thương luôn luôn thường trực, thì cái việc có cái quỹ điều ước thể thao này nó sẽ mang lại cho bọn em những cái động lực như thế nào? Lần đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới toàn thể các vị khách quý, các thầy cô và tất cả các bạn sinh viên ở đây. Thì bản thân là một cầu thủ, là một vận động viên, thì khi mà em bắt đầu sự nghiệp của mình ấy, em chưa có tiền, em đã phải lo rất là nhiều thứ, và em cũng rất là lo rằng là nếu mà mình cứ cố gắng, mình nỗ lực hết mình lan xả, thế lỡ may mình chấn thương, mình gặp một vấn đề gì đó về sức khỏe thì ai sẽ lo cho mình? Lúc đó chỉ có gia đình của mình, mà gia đình của mình thì nghèo quá, không biết là cái sự đánh đổi này nó có đáng hay không. Nhưng mà hôm nay gặp mọi người ở đây trong trận đấu thể thao này, đó là một cái sự yên tâm rất là lớn mà tất cả những các vận động viên, tất cả những anh chị em thể thao luôn mong muốn. Bởi vì có những người họ đứng sau đồng hành của mình, sát cánh cùng mình. Không may mà mình có gặp vào những chuyện xui rủi thì ít ra mình cũng có chỗ dựa vào đó. Và tất cả những cái điều mà anh em cầu thủ suy nghĩ thì anh Bách lúc nãy cũng có nói hết rồi. Thì hôm nay thì em rất là vui khi được đứng ở đây chứng kiến và góp một chút sức nhỏ của mình đồng hành với chương trình. Đó là một điều rất là may mắn. Và em xin được cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn các cầu thủ. Và ngay sau đây thì xin mời các cầu thủ chúng ta nán lại và cũng sẽ có những cái món quà dành cho nhà trường cũng như là quỹ điều ước thể thao, đó là những chiếc áo được quý tặng bởi các tuyển thủ quốc gia của chúng ta. Thể thao, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để nhận món quà vô cùng ý nghĩa này. Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Ngay sau cái thủ tục trao tặng này sẽ là cái trận đấu rất là được chờ đợi trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, có thể nói là trong chương trình ngày hôm nay với rất là nhiều những hoạt động ý nghĩa như thế này, chúng tôi tin rằng là quỹ điều ước thể thao sẽ ngày một phát triển hơn nữa cùng với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho hoạt động ý nghĩa này ạ. Vâng, và xin mời đại diện quỹ điều ước thể thao sẽ lên nhận món quà từ các cầu thủ trẻ của chúng ta. Xin quý vị quan khách hãy nán lại sân khấu để chúng ta chụp bức ảnh lưu niệm. Nhóm cầu thủ trẻ cử đại diện để trao tặng cho hai anh chị nhờ. Thôi, Tuấn Hải lên tặng áo đi, tặng bóng. Chị Trâm xong rồi. Anh Huy Quy cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và nối tiếp những hoạt động ý nghĩa này thì ngay bây giờ dạ còn tiếp vẫn còn quà anh ạ. Dạ ngay bây giờ thì em sẽ được mời